Bài tư. Xem các bạn có những cái cảm nhận gì về câu chuyện Cinderella. Poor girl. Ok, what else? Trong câu chuyện có những cái điểm nhấn, có những cái nút thắt rất là đặc biệt và rất là dễ nhớ. Là những cái gì? Tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được. Ví dụ có cái shoes, đúng rồi. Cái shoes. À, princess lost the shoe, đúng rồi. Travel clock. Yes. As a stepmother. Father got remarried. There's a pumpkin, correct? Lost someone lost the shoe. A glass slipper. Đấy. Shoe thì là giày dép. Thế còn slipper là một cái... Slip là cái động từ nó trượt. Thì cái giày của phụ nữ mà giày cao gót ấy, khi mà cho chân vào một cái thì nó gọi là slipper, glass slipper. Rồi godmother, rồi fairy tale, đúng rồi. Còn fairy, đúng rồi. Còn ma fairy nữa. She met her true love. Albert, very good. Keep that thought and we'll see whether Cinderella have a happy ending and met her true love. Can you guess, does this story have a happy ending? Type in the chat. Do you think this story has a happy ending? Okay, someone said yes, some people said no. Okay, if you said no, you are a pessimistic, bạn là người cái gì đấy, bi quan. Còn bạn say yes, nghĩa là bạn optimistic, bạn là người gì đấy, chẳng hiểu bi quan là cái gì, lạc quan, đúng rồi, lạc quan, cũng dùng bị lạc từ. Rồi, bạn nào đang trang, bạn nào đang lên nhà chúng mình cùng đọc. Bạn nào đang on. Câu hóc gọi giúp mình, bạn tiếp theo đi. Mời bạn May. Yes, teacher. Okay. Trước tiên thầy đọc một lượt nhé. Giờ con cứ nghe thầy đọc một lượt. Sau đấy thầy sẽ dẫn con đọc từng câu. Cinderella by Roald Dahl. I guess you think you know this story. You don't. The real one's much more gory. The phony one, the one you know, was cooked up years and years ago and made to sound all soft and sappy just to keep the children happy. Đấy, ở đây có rất là nhiều vần rất là hay, chúng ta cùng đọc. I guess you think you know this story. I guess you think you know this story. You don't. The real one's much more gory. You don't. The real one's much more gory. Or gory. Gory. No. The phony one, the one you know. The phony one, the one you know. Was cooked up years and years ago. Was cooked up years and years ago. And made to sound all soft and sappy. And made to sound all soft and sappy. Just to keep the children happy. Just to keep the children happy. Good. Con thử dịch nào. Thử dịch một bài câu thầy nghe. Con nghĩ là tôi ghét là gì vậy thầy? Thôi rồi, cái này để làm cách nào cho nhanh cho đi hết câu chuyện này. Là... lần này thầy sẽ dịch cho để chúng ta cùng hiểu. Tôi đoán là bạn nghĩ bạn biết câu chuyện này nhưng mà bạn không biết. Chỉ có một thì the real one, cái câu chuyện one này là cái câu chuyện thực ấy. Thì nó làm sao? Much more gory. Thật là cái này cho nhanh, bởi vì thầy có điều chỉnh cách khác một chút. Chủ yếu chúng ta đọc thôi, còn phần dịch hôm nay thầy sẽ làm cho, dịch cho các bạn nghe cho nó vui. Mong mày. Ok, các bạn mình dịch cho các bạn, dịch nhanh cho các bạn hiểu câu chuyện. Được, con có thể tắt tiếng được rồi. Ok. I guess tôi đoán là bạn nghĩ là bạn biết câu chuyện này rồi. Nhưng bạn chưa biết đâu, cái câu chuyện thực ấy, nó còn máu me hơn rất nhiều. Okay, very good translation. The phony one, phony ở đây là kiểu giả tạo. Cái câu chuyện giả tạo ấy, the one you know, cái câu chuyện mà bạn biết ấy, was cooked up. Cooked up ở đây kiểu được tạo dựng lên. Yeah, cách dùng rất là hay. Was cooked up years and years ago, rất nhiều năm trước đây. And made to sound, và người ta làm khiến cho cái câu chuyện đó nghe có vẻ sound all soft and sappy. Nghe rất là mềm mại và rất là
Đúng rồi, các bạn thấy từ mới các bạn gõ vào đấy cũng là một cách hay. Nhà thấy thầy dịch đến đâu mà có từ mới hoặc là cái diễn đạt thú vị thì bạn gõ vào chat luôn, chúng ta cùng nhớ và cùng được lưu giữ lại. Soft and sappy, sappy là cái gì thầy cũng ít gặp cái từ này. Just to keep the children happy, để cho trẻ con nó yêu thích, nó vui vẻ. Kết thúc câu chuyện đó. Bạn tiếp theo. Sappy là ngọt ngào. Ok, thank you. Câu chuyện mềm mại ngọt ngào. Là bạn Vũ Trung Nghĩa. Okay. Bạn Vũ. Trước tiên bạn cứ chờ mình đọc một lượt đầu tiên. Đấy, đấy là bạn. Mind you, they got the first bit right. The bit mind where... À, không, từ từ, mình lần đầu tiên thầy sẽ đọc. Lần thứ hai thì bạn đọc theo. Thì trong lúc thầy đọc lần thứ nhất thì các bạn khác cũng có thể lẩm nhẩm đọc theo được. Nếu các bạn thích. Gọi là shadow reading đấy. Shadow speaking thì đúng không? Mind you, they got the first bit right. The bit where, in the dead of night, the ugly sisters, jewels and all, departed for the palace ball. Why, darling little Cinderella was locked up in a slimy cellar where rats who wanted things to eat began to nibble at her feet. Bạn chung, ok, bạn thử đọc thế nào. Mind you, they got the first bit right. Mind you, they got the first bit what right? The bit where in the dead of night. The bit where in the dead of night. The ugly sisters, jewels and all. The ugly sisters, jewels and all. Jewels and all. Jewels and all. Bạn thấy chưa, nghe rõ cái ở đây. Jewel nhé. Jewels and all. Jewels and all. Được rồi. Departed for the palace ball. Departed for the palace ball. Why, darling little Cinderella. While darling little Cinderella. Was locked up in a slimy cellar. Was locked up in a slimy cellar. Where rats who wanted things to eat. Where rats who wanted things to eat. Began to nibble at her feet. Began to nibble at her feet. Okay, thank you. Thì thấy bạn đọc khá tốt đấy, bạn thử dịch nhanh thì xem. Mind you, gọi là sao nhỉ? Mind you là một cái cách nói khá là khẩu ngữ. Có thể là bạn để ý mà xem. They got the first bit right. Cái phần đầu câu chuyện thì họ đã kể đúng rồi đấy. Cái phần mà, the bit where, cái phần mà in the dead of night. In the dead of night là kiểu vào lúc dead of night là cái gì nhỉ? Vào lúc đêm. In the dead of night thì như là vào đêm, đêm thanh vắng cái gì đấy. The ugly sister, mấy cô chị gái xấu xí, jewels and all. Cách nói rất là hay này. Jewels là trang sức. Jewels and all tức là đeo trang sức và tất cả các thứ khác nữa. Departed for the palace ball. Rời khỏi nhà, đi đến cái buổi tiệc ở cung điện. Why darling little Cinderella? Còn darling Cinderella bé bỏng thì làm sao? Was locked up. Bị nhốt. Lock là khóa. To be locked up là bị nhốt. Nếu mà bị đi tù người ta cũng nói là locked up. Vậy, behind bar. Đằng sau cái song sắt. Was locked up in a slimy cellar. Bị nhốt ở đâu? Cellar là hầm. Slimy là nhảy nhụa. Đúng rồi. Nó bắt nguồn từ chữ slime. Nếu các bạn nào có con nhỏ mà chơi slime, cái món nó như kiểu glue, như kiểu hồ dính, dẻo dẻo nó bé. À, nó rất là dẻo đấy. Đấy, slime là cái chất nhầy nhụa dẻo dẻo như vậy, dính dính như vậy. Nói chung chỗ này rất là ẩm ướt và nhấp nhát, rất là bẩn, không hay, nhầy nhụa. Where, nơi mà rats who wanted things to eat, chuột mà nó muốn cái để ăn ấy, thì nó làm gì? Began to nibble at her feet, bắt đầu cặm nhấm chân của cô Cinderella. Mời bạn tiếp theo chuẩn bị. Thầy trong lúc mời bạn Dương Châu. Dương Châu lên đi, chờ mình đọc luôn một lượt đầu nhé. She bellowed. She bellowed, "Help and let me out." The magic fairy heard her shout. Appearing in a blaze of light, she said, "My dear, are you all right?" "All right,"
cried Cindy. Can't you see? I feel as rotten as can be. She beat her fist against the wall and shouted, get me to the ball. Okay, bạn đọc theo mình. She bellowed, help, and let me out. She bellowed, help, and let me out. The magic fairy heard her shout. The magic fairy heard her shout. Appearing in the blaze of light. Appearing in the blaze of light. Để đâm rác vào đây. In the blaze of light. In the blaze of light. She said, my dear, are you all right? She said, my dear, are you all right? Chỗ này là, đấy là chữ said. Phiên âm của nó, IPA sẽ là S, E, D, said. She said. Không đọc thành A nữa, nó là âm E. Cái này từ này đặc biệt. Said. Said. Đúng rồi, như vậy. Đừng đọc, nếu đừng đọc thiên về E quá, nó sẽ bị dễ nhầm với chữ sad, là buồn. Cho nên cái âm này nó hơi nửa E, nửa E. Said. Said. Okay. All right, cried Cindy, can't you see? All right, cried Cindy, can't you see? Cho này cần một chút đề. Cried Cindy. Cried Cindy. I feel as rotten as can be. I feel as rotten as can be. She beat her fist against the wall. She beat her fist against the wall. Against. Against. The wall. Rồi, chỗ này là âm O. Thì đang sẽ là âm O. The wall. The wall. And shouted, get me to the ball. And shouted, get me to the ball. Good. Mình dịch. Cô ấy, xin lỗi. Cinderella mới bellow, giống lên, cứu tôi với, and let me out, để cho tôi ra với, để cho tôi ra ngoài nào. The magic fairy, bà tiên, heard her shout, nghe thấy tiếng kêu của cô ấy. Và bà tiên, appearing, xuất hiện, in a blaze of light, trong một cái ánh sáng chói lòa. She said, my dear, con yêu, are you alright? Con có sao không? Con có ổn không? Ổn là thế nào? Cindy nói, mẹ không thấy sao? Can't you see? I feel as rotten as can be. Con cảm thấy rotten ở đây là trong một kép, tức là cảm thấy thối giữa. Bản nghĩa đây là thối giữa, nhưng mà khi I feel rotten, tôi cảm thấy very very bad. As can be. Đây là cái cách nói so sánh. As rotten as can be. Mức độ cực cùng rồi. I feel as rotten as can be. Tôi cảm thấy tồi tệ. Hit rock bottom. So saying as can be. Tôi cảm thấy tệ lắm, con cảm thấy tệ lắm. She beat her fist. Fist là nắm tay. Beat her fist against the wall. Đập nắm tay vào tường này này, rất là thể hiện cái sự bực tức. And shouted, get me to the ball. Đưa cho con tới cái buổi tiệc đi. Đấy, get ở đây nghĩa là có cái sự di chuyển. Đưa cho con, get somebody tới đâu đó đấy. Get me to the ball, get me home. Đưa ai, đưa con đến buổi tiệc đi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cách thứ hai để thời gian nhanh hơn. Bạn thứ hai, bạn sẽ đọc và nếu có sai đâu thì mình sửa. Mời bạn Ngân Trần. Vừa đọc vừa dịch nha, đọc từng cặp câu sau đấy dịch. Dạ vâng ạ. Ok, let's go. There. Bạn đọc đi, lần này mình thay đổi. There is a disco at the palace. The rest have gone and I am jealous. Rồi, bạn dịch luôn. Có một bữa tiệc disco ở cung điện. Và phần tất cả mọi người còn lại đều đã đi rồi và tôi rất là ghen tị. Ghen tị, đúng. Tiếp tục. I want a dress, I want a coach, and earrings and a diamond brooch. Yes. Brooch. Is that a brooch? Ừ, chắc là đọc là brooch này. Brooch. Hơi gần với cái này. Tôi muốn. Tôi muốn một bộ áo đầm đẹp và tôi muốn một cổ xe, cả bông tai và cái gì đó kim cương này. Brooch hình như là cái đeo ở cổ này sao? Hình như thế. Thank you, thầy. Mình không thạo về jewelry lắm. Brooch là hoa cài áo à? À cái này. Mình nhớ rồi.
Ok, cảm ơn. Thank you. Cảm ơn bạn Trần Hoàng Thông. Đấy, teamwork là như vậy. Đúng rồi, châm cài áo. Yeah. True. Ok, trong vừa dạy vừa học được nhiều cái mới thú vị phết. Ok, bạn cứ tiếp tục đi, cho nhanh. Nào. And. And silver slippers, two of those, and lovely nylon panty hose. Hose. Rồi, và chị muốn cái gì nữa? Một đôi giày silver là bằng bạc. Ừ. Và cả đôi. Ừ. Và một cái panty nylon lovely. Rồi. I don't know how it means, but a panty nylon là một cái quần bằng nylon. Rồi. Nylon chất liệu nylon. Chất là... liệu nylon vậy thôi. Nylon. Ý là plastic. Plastic. Đó. Tụi mại là gì? Cái quần nylon, quần nylon nó bó chét ấy. So weird. Thế có phải là câu chuyện Cinderella đời mới mà, 4.0 mà. Oh, okay. And don't like that, I'll warranty. Don't like that, I'll guarantee. The handsome prince will fall for me. Rồi, là sao? Cô ấy. Như vậy thì tôi sẽ chắc chắn rằng chàng hoàng tử đẹp trai sẽ phải lòng yêu tôi. Ok. Done up ở đây với cái ý là ok, từ từ mình sẽ đến chữ guarantee. Done up là sửa soạn như vậy xong thì được trang điểm sẽ... lên. Được tiếng Việt gọi là nói tiếng lóng là được tút lên như vậy. Nhan sắc lên như vậy. Ồ. Khi mà ngôi nhà họ nói oh the house has was done up last year. Nghĩa là cái ngôi nhà được tút lên, được renovate, được làm mới, được sửa lại, tân trang lại. Đó là cái done up, một cái này là cái gì là phrasal verb đấy. Yeah. Done up like that, đó được tút nhan sắc lên như thế thì tôi đảm bảo, guarantee là đảm bảo. Đó là hoàng tử đẹp trai sẽ phải lòng tôi. Nào, nốt. The fairy said, hang on a tick. She gave her wand a mighty flick. Bà tiên nói rằng hãy chờ một chút. Và cô ấy, bà ấy đã treo một cái phép màu. Mighty flick. Flick là kiểu một cái tích tắc, cái đũa thần vung lên thì là flick. Và wand là kiểu nhịp màu. Wand là cái đũa thần. Cái đũa. Cái đũa thần. Cái đũa thần. Đúng rồi đấy. Ok, mình giải thích kỹ hơn một chút. A tick. Bạn hiểu chữ a tick ở đây là gì? Một tích tắc tích. Đúng rồi, chính là chữ tích tắc mà ra đấy. Nó là cái từ tượng thanh TikTok. Chính cái website, cái app TikTok cũng chính là tượng thanh của dây, từng cái dây đồng hồ đấy. Thì chính cái tích này là tượng thanh đó. Hang on a tick, chờ một giây. She gave her one a mighty flick. Nghĩa là ok, give a flick thì rõ rồi nhé. Give a flick nghĩa là vùng như thế này. Thế còn mighty là lớn hay nhỏ? À, lớn. Nghĩa là vùng mạnh một cái này. Cầm cái đũa vùng mạnh cái bản chất của chữ mighty nó làm theo cái ý tượng hình như vậy. Okay, last hai câu cuối. And quickly, and no time at all, Cindy was at the palace ball. Và nhanh chóng, khi thời điểm đã đến, Cindy cuối cùng cũng đã ở bữa tiệc thuộc cung điện. Now, the palace ball. Okay. Cái cấu trúc này cũng khá là in no time at all. Nghĩa là có take nhiều time không? Does it take a long time? No, it's just very quick. Yes, so instantaneously, instantly. Instantly. So, no, in no time at all, chính là instantly. Cindy was at the palace ball. Thưa thầy, in no time at all, nó có bằng với lại là immediately không ạ? Đúng rồi. Yes. Đây là cách nói sử dụng những từ đơn giản. Bạn thấy không? Oh. In no time, đây toàn là những từ... Top 100, sẽ gọi là top 200. High frequency như người ta cấu tạo với nhau để diễn đạt được những ý như vậy. Immediately, instantly. Thank you. Okay. At all chỉ là nhấn mạnh thôi. Nhấn mạnh cho cái no này. Nothing at all, in no time. Một cái gì đó happen ngay lập tức. Cảm ơn bạn. Bạn dịch tốt lắm. Bạn đọc rất là phát âm rất là chuẩn. Bạn chắc phải trình độ B2 gì đó rồi. Cuối B2 mình đoán vậy. Ok, bạn tiếp theo nào. Okay, yeah. Là bạn Mỹ Huyền. Dạ em nghe ạ. Rồi, bạn tự bơi đi, xong mình sẽ giúp. Có thể giúp em được không? It made the ugly sisters wince.
It makes the ugly sister wince. To see her dancing with the prince. To see her dancing with the prince. The prince. Bạn muốn dịch không hay là mình dịch chắc? Dịch rõ hơn xét nghĩa này. Cứ thử ra. Dạ. Nó đã... Điều đó khiến cho... Điều đó khiến cho hai mấy cái cô chị, hai người chị, hai step sister đó, xấu xí đó, wins là kiểu nhăn, wins là kiểu nhăn mặt hay sao ấy, xấu xí nhăn mặt lại à. Tức là cái điều đó, đây này, chính hai câu này đi cùng với nhau nhá. Đây là cái chủ ngữ giả đây này, it made the ugly sisters wins to see her, đây là Cinderella dancing with the prince. Hiểu nghĩa rằng thấy cô em gái nhảy với khiêu vũ với hoàng tử, điều đó khiến cho hai cô chị nhăn nhó bực tức. Chủ ngữ giả là sao? Nghĩa là thay vì nói ok, Mary còn nhớ cái câu it's important to wake up early không? It is important to wake up early. Thì it đó là chủ ngữ giả đấy. Bản chất câu đó là gì? Waking up early is important. Chúng ta có thể nói câu đó. Nhưng mà có một cách nói khác nó gọn gẽ hơn, chính là it is important to do something. It is easy to learn. It is difficult to understand. Vân vân. Đó là cái chuyện chủ ngữ giả là đứng ở đây. Ok, bạn làm thêm hai câu nữa nào. She helped him very tight and rested. Herself and his manly chest. Rồi. Dạ. Là cô ấy giữ, cô giữ anh và cái gì vậy này? Rồi. Pressed. Okay. She held him very tight. Trong khi khiêu vũ thì người ta phải làm gì với nhau? Ôm nhau đúng không? Nắm với nhau rất là chặt. Very tight. Và pressed herself. Pressed là ấn sát người vào. Ép sát vào. Ok. Against. Ép sát vào đâu? Sát vào lòng ngực của anh này. Của hoàng tử. Manly là tính từ là rất là nam. Cái gì đấy? Nam nhi có tính đàn ông. Đấy. Ok. Cảm ơn bạn. Nam tính. Nam tính. Nam tính. Đấy. Bắt đầu. Văn cảnh rất là romantic. Bạn tiếp theo ạ. Ok. Mary note down. Bạn Albert Nguyễn. Hello, teacher. Okay, bạn thử làm mấy câu tiếp theo nào. The prince. The prince himself was turned to pulp. Pulp. All he could do was gulp and gulp. Gulp. Okay, now. Bạn thân ấn hoàng tử thì là bị em vì gì đó. Cái này hơi bóng gió một chút. Pulp là bột giấy. Bột giấy nghĩa là nhũn, là mềm nhũn là vì bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp của cô kia. Was turned to pulp. Vú cái này rồi. Pulp. Đấy, bị. Ý là như vậy. All he could do. Tất cả anh ấy có thể là làm gì? Gasping for air, khi mà người ta, ví dụ con cá nó ở dưới nước mà nước nó bẩn ấy, thì con cá nó ngửa mặt lên, nó gasping for air, thở, há miệng ra thở và gulp là nuốt nước bọt. Thở mà. Đấy, ok, bạn Eric An dịch hay quá, dịch văn thơ quá. Rồi còn gì nữa, tiếp tục nào. Then midnight stuck. She shouted, "Heck! I've got to run to save my neck." Rồi. Nào, và sao? Khi mà đến nửa đêm, thì cô ấy hét lên. Ôi giời ơi. Tôi, mình phải chạy thật nhanh để cứu lấy cái neck của chị. Ý ở đây là nghĩa bóng. Save my neck, nghĩa là save my life.
I set my light. Nhưng mà người ta dùng cái này cho nó vần. Đó, đến nửa đêm rồi, cô ấy kêu toáng lên. Ôi trời ơi, tôi phải chạy, tôi phải đi bây giờ đây. Run ở đây là tôi phải đi bây giờ đây. Ý là như vậy rất là vội vã. Go in a hurry. Để tôi phải chạy để cứu lấy. Cứu lấy tôi, cứu lấy cái việc là không bị lộ ra danh tính thật của mình. Không có quá biết này là biến lại thành cô gái nhanh nhúc. Dạ. Ok, cảm ơn Albert. Mời bạn tiếp theo. Thank you very much. Câu chuyện này hơi dài. Không biết là chúng bạn Jenny. À, để không bị đứt cổ. Cũng là một cách gì. Hello, the prince. The prince cried. No. Alice. Alec. He grabbed her dress to hold her back. Rồi, phản dịch nào. Hoàng tử khóc. Ôi, cái chữ cry có hai nghĩa. Một là khóc và hai là kêu to lên. Chỉ có vậy. Hoàng tử kêu to lên. Ừ, chứ này thì chưa có phải rơi nước giỏ lệ. Không, đừng đi à? Không, như kiểu không, không thể như thế được. Kiểu vậy. Người Việt, cái văn cảnh này sẽ nói như vậy. Còn mấy cái đằng sau này, Thánh Ala ơi đấy. Cầu chúa Alec này là một cái từ tác giả đóng bịa ra thật để cho nó vần về phần back về sau này. Đấy. Không, không thể như thế được. Và không, đừng đi, kiểu như vậy. Có rất nhiều cái ý ở đây. Hoàng tử muốn nói là no. Và anh ta làm gì? Anh ấy níu. Túm vào đâu? Túm váy của công chúa để giữ cô đấy lại. Rồi, ok. Hai câu cuối nè. As Cindy started, let me go. The dress went ripped from head to toes. Ok. Thử dịch coi. Công chúa Cindy hét lên rằng, để tôi đi. Chiếc váy đã rách à? Rách toan. Không phải là chỉ rách mà chỉ rách toan. Nào, rách to hay rách bé? Rách. Chưa là rách to đấy ạ. Chiếc váy. Sao? Từ đâu? Là vung ra từ... Từ đâu ạ? Đến đâu? Tiếng Việt khi mà nói là bị ướt từ đầu đến? Đến chân. À, ngón chân. Rách từ đầu đến chân nữa ạ? Rồi, lát cho mình xem có một cái video clip mình họa thì ta sẽ hiểu vấn đề. Cảm ơn bạn. Em cảm ơn thầy ạ. Bạn tiếp theo nào. Đấy, bạn Thùy Dương. Rách toàn. She ran out in her underwear and lost one slipper on the stair. The prince got on it like a duck. Rồi, mình cứ hai câu một mình dịch để cho cả chúng ta cùng hiểu. Cô ấy chạy ra ngoài với chiếc quần dưới và trong cái tình trạng là chỉ có mặc nội y thôi, bởi vì là làm sao cái váy bị làm sao rồi, bị rách à? Cái váy rách toang rồi còn đâu, ở câu trước đó. Bây giờ cô ấy run tiếp tục chạy ra ngoài mà trong cái tình trạng chỉ mặc underwear thôi và còn làm sao nữa. And và mất một chiếc giày ở trên cầu thang. Đúng rồi. Next. The prince got on it like a dot. He pressed it to his pounding heart. Rồi. Nào. Từ đáp là gì ạ? Bạn chơi cái môn đó. Đôi khi bạn chơi cái môn này. Môn gì? Mình đang chơi môn gì đấy? Đi tiêu. Rồi nhanh. Đúng rồi đấy. Như một cái phi tiêu rất là nhanh, đại loại thế. He was on it nghĩa là hoàng tử như là vào việc luôn, chạy đuổi theo nhanh như chớp. Hoàng tử chạy đuổi theo và anh trong lúc đó anh ta làm gì? He pressed it. Ở đây là cái gì ạ? Cái giày mà hoàng tử nhặt được, cái này ép chặt cái chiếc giày đó vào đâu? It's pounding heart, và trái tim thổn thức của mình. Ok, bạn tiếp theo nào. Bạn Trần Hoàng Thông. The girl.
Bạn Trần Hoàng Thông mở mic chưa không ạ? Ok, Mary, press là kiểu như là ôm ôm sát kiểu như vậy. Trong văn điểm này nghĩa là ôm sát, cái press bản chất là ép hai cái vào nhau. À, vậy chắc mời bạn Trinh Su. Trinh Sư hay Trinh Su? Mời các bạn mở mic lên đi ạ. Rồi. Cô nghe thấy em chưa ạ? Rồi á, đọc okay, to lên ạ. Để bạn đọc nha. Bạn đọc đi, câu này. The girl. Yes, the girl this slipper fits. He cried. Tomorrow morning shall be my bright. Rồi, là sao? Tức là kiểu cái người con gái này thì vừa với chiếc hài, đúng rồi, và không phải là người con gái này, người con gái nào mà cái chiếc hài này vừa chiếc hài này vừa vào chân. thì ông hoàng tử khóc, không phải là khóc nữa, ở trong toàn bộ trong bài này không có khóc gì cả, tất cả cái cry trong bài này đều là kêu to lên thôi. Nhớ rằng cái chữ cry có hai nghĩa đó, mà trong văn cảnh mà sẽ hiểu được là nghĩa nào. Nếu mà baby cry thì thường là nó khóc, còn người lớn mà cry thì còn tùy văn cảnh nữa, thường chỉ là kêu to thôi. Nào, ok, cái từ cơ thì làm sao? Sáng vào sáng ngày mai thì sẽ là cô dâu của ta. Đúng, của ta. Sẽ thành cô dâu của ta, thành vợ ta. Hoàng tử sẽ làm gì? Ai? I'll visit every house in town. Tôi sẽ đến thăm mỗi nhà trong cái thị trấn. Từng nhà trong thị trấn. Until I've attracted the maiden down. Maiden. Maiden. Maiden down. Cho đến khi em nghĩ là tôi tìm ra được chủ nhân của nó. Em chưa dịch được từ này. Được rồi. Nào, track down. Track down ai đó nghĩa là tìm được ai đó. Tìm được. To track down là tìm được. Thế còn the maiden. The maiden là cái người thiếu nữ. Đấy thôi. Nào, hai đồng cuối. Ok, đúng rồi. Các bạn cứ thích nốt trong trang như vậy. Tốt lắm. Then. Then rather carelessly, I fear. His place is on a crate of beer. Gì đây? Sau đó thì tôi sợ là một cách bất cẩn, đúng không ạ? Nào, ở đây I fear là giọng của người dẫn chuyện. Và sau đó rather carelessly, theo một cái cách mà khá là bất cẩn, tôi e ngại cái điều này. He ở đây là quan đại tràng hoàng tử này. Hoàng tử làm gì đấy, cái giây hoàng tử place là đặt thôi, đặt. Place là vị trí mà, ok, để vị trí mà thành động từ, nghĩa là đặt cái đó ở đâu đó, là place it ở đâu. Trên một cái thùng bia thấy. Ok, crate sọt, cái sọt bia. Crate là cái sọt. Ok, cảm ơn bạn. Next. Em cảm ơn thầy ạ. Bắt đầu đến đoạn kịch tính này. Sắp sửa bao nhiêu kịch tính này. Mời bạn Loan. Crate bia, ok. A crate là một cái sọt, một cái nó như một cái rổ to ấy, mà trong đấy đựng được nhiều thứ, chứ nó không phải là một thùng. Ta không mở được mic nên mình gọi bạn khác. Ở đây thì không hẳn là bạn tự uống cả một cái sọt bia như vậy nhé bạn Hoàng, mà chỉ là có thể đây là bữa tiệc ở trong hoàng cung mà, cho nên đồ uống có thể người ta mang đến và chỉ là cái thùng crate bia ở đấy thôi. Chứ không phải là cho hết hoàng tử uống cái chỗ đó. Ok, bạn đọc bắt đầu đi. At once. Vâng ạ. At once, one of the ugly sisters, the one whose face was blotched with blister. Blisters. Blotched. 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 Đúng rồi, blotched. Nó là chật thở chứ đừng. Đúng rồi. Blotched. Vâng ạ. À, làm sao? Ngay sau đó, một trong những ngay lập tức, at once, ngay lập tức. À, ngay lập tức, một trong những người chị xấu tính, người mà có khuôn mặt
plastered with plaster nghĩa là gì ạ? Kiểu như là mặt đầy sao nhỉ? Tạm cũng hiểu đúng là mặt sần sùi, da nó không được mịn màng. Plaster là những cái da nó bị phồng rộp lên ấy. À. Mặt rỗ à, cũng có thể hiểu như vậy cũng được. Còn blotched nghĩa là lấm tấm rất nhiều, mặt đầy rỗ đầy những cái xấu xí ugly đấy. À. Cô làm gì? Sneak up and grab the dainty shoe. The dainty shoe. Dainty shoe. I'm ending my dainty shoe. Làm gì nữa? Dainty shoe. And quickly flushed it down the loo. Đó. Chỗ này không đọc thành flushed, chỉ là flushed term mà thôi. Flushed. Flushed. Không phải là shit. À, bạn dừng ở đây, bạn cái đuôi ed thường nó không, nó chỉ là id khi nó đi với wanted, đi với t này, wanted, đi với d này, needed. Còn lại những cái khác thì nó không thành id mà nó ở đây nó là flushed. Flushed. Đúng. Ở trên này blotched. Blotched. Đúng. Và quá khứ của xem của watch sẽ là watched. Thế thôi, nhớ chợt thở như vậy. Nào, cô ấy làm gì? Lén lút. Đúng, và lén tới và bắt lấy đôi giày dainty là gì ạ? Trộm lấy dainty, chiếc giày mong manh, mỏng manh. Trộm lấy chiếc giày mong manh. Và ngay sau đó rất nhanh chóng, không phải là ngay sau đó mà là rất nhanh chóng. Quickly. Và rất nhanh chóng. Nhanh chóng làm gì với cái đó? Cái gì đó ở dưới. Em không biết từ flushed với cả the loo. Ok, the loo. The loo là tiếng tiếng Việt là nhà xí. Còn thực sự tiếng Anh là toilet. Còn the loo là kiểu khẩu ngữ. Thì cô phải làm gì với cái đó? Flush là khi chúng ta đi toilet chúng ta phải làm gì sau đó? Ấn xả. Có nghĩa là và nhanh chóng xả nó dưới bồn cầu ạ? Hủy tang chứng luôn. Nó là cái gì? Phi tang vật chứng luôn. Nốt nào. Để bắt cái tính này. Then. Đã. Then in its place she calmly put the slipper from her own left foot. Và sau đó ở vị trí đó cô ấy bình tĩnh đặt ý là thế này, thế vào chỗ đó. It ở đây là cái giày thủy tinh ấy. In its place, thế vào cái chỗ của cái giày thủy tinh thì cô ấy làm gì? Thế vào chiếc giày thủy tinh là cô ấy bình tĩnh đặt cái đôi dép từ chân của cô ấy, từ chân trái của cô ấy. Không phải đâu, chỉ một chiếc thôi. Chiếc hài. Một chiếc hài thôi mà không có số nhiều. Từ đâu? Từ chân trái. Từ chân trái. Rồi, cái nốt. Aha, you see the plot grows thicker. And Cindy's luck starts looking sicker. Aha, bạn thấy chưa? Cốt truyện đã phát triển một cách thicker là dày hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Cái một cái câu chuyện mà cốt gọi là cái cốt gọi là cái gì nhỉ? Cái plot là cái cốt truyện hoặc là cái diễn biến trong câu chuyện nó bắt đầu hứng thú hơn đấy. Kịch tính tăng lên, đại loại thế. Kịch tính tăng lên, gay cấn hơn. Hay là cốt câu chuyện trở nên gay cấn. Câu chuyện trở nên gay cấn hơn. Ở trên kia mình có một bạn thì mình bạn Heric A là chữ flush. Fluster mới là đỏ mặt. Bạn chú ý bạn Heric A thấy đang chữ ở trong chat. Fluster mới là đỏ mặt. Kiểu như là e thẹn đấy. Fluster. Thế còn flush nghĩa chỉ có một nghĩa là flush một cái gì đó đổ rất nhiều nước để cho một cái gì đó nó trôi xuống, đó là flush. Thế còn the loo thì cái chữ the loo thì là toilet. Xong rồi làm gì nữa? Ok, bạn tiếp tục đi. Cuối cùng là và sự may mắn của Cindy thì bắt đầu trở nên yếu hơn. Rồi, chẳng có vẻ bắt đầu
cái vận may của cô ấy bắt đầu thấy mong manh hơn. Plot a meal, cái plot của câu chuyện, cái chú ý ở đây thì là cái collocation, một câu chuyện mà hay bởi vì nó có a thick plot, câu chuyện mà dở mà cái thì nó sẽ là a thin plot. Thế khi giả sử như các bạn có nói chuyện IELTS hay là gì đó mà nói về why do you like this book, it's got a thick plot. Thick plot, ví dụ nhân vật phát triển như thế nào, câu chuyện có nhiều cái twist và nhiều cái đoạn kịch tính cao trào hấp dẫn. Thick là như vậy, thick là dày mà, nhiều cái plot trong câu chuyện của cái cuốn sách là như vậy. Và ngược lại của nó sẽ là thin plot, thì câu chuyện nó dở, nó mỏng về mặt câu chuyện và ý. Ok, cảm ơn bạn. Text còn mấy trang nữa thôi. Cảm ơn thầy ạ. Các bạn vẫn theo, vẫn còn enjoy không? Chọn gõ vào chat. Không, mình sợ dài, sợ lâu thì nếu các bạn có bị có kế hoạch khác thì cho buổi tối các bạn gõ vào chat mình xem là vẫn ok tiếp tục hay là các bạn có muốn tạm dừng ở đây không? Các bạn là muốn tiếp tục thì đơn giản gõ số 1, mà nếu muốn muốn tạm dừng thì có thể ok, vẫn muốn tiếp tục à? Ok, bạn tiếp theo. Next day, the prince went charging down to knock on all the doors in town. Rồi, ngày hôm sau. Ngày hôm sau, hoàng tử đi xuống phố. Nào, charging. Khi mà ai đó mà đi theo kiểu là charging, tức là đi rất là xông lên, rất là mạnh mẽ. Bạn hình dung cái chữ charging, đặc biệt là trong chiến sự, trong chiến tuyến ấy, thì bộ binh người ta sẽ charge forward, đúng không? Xông lên. Thì chữ charge là cái di chuyển như vậy. Xông, tức là hoàng tử rất là xông xáo đi xuống phố. Ý như vậy, thường castle nó ở trên đồi cao đúng không? When charging down, tức là từ trên đồi cao đi xuống phố và làm gì? Không không cũng được. Để gõ cửa tất cả các, để gõ vào tất cả các cửa ở trong phố. Đúng rồi, gõ cửa tất cả các nhà trong phố. Được vậy. Đúng không? Gõ cửa tất cả các nhà trong phố để làm gì? In every house, the tension grew. Who was the owner of the shoes? Okay, now chú ý. The owner. The owner. The shoe. Of the shoe. Rồi, okay, now. Mỗi ngôi nhà. Ở trong mọi ngôi nhà. Ở trong mỗi ngôi nhà ở đây là ý như vậy. Ở trong mỗi ngôi nhà. Hy vọng được dấy lên ạ. Tension, sự căng thẳng. À, sự căng thẳng tăng lên. Thực ra đây là sự hồi hộp. Dịch là sự hồi hộp, đúng không? Ừ. Bản chất của tension là sự căng thẳng. Nhưng mà trong văn hình này hiểu là cái sự, khi mình hồi hộp thì người mình cũng tense. Nếu người mình nó căng như này này, khi mình hồi hộp mình mong chờ cái điều gì đó thì nó là tense, thì cái sự tension nó sinh ra từ đó. Đây dịch là sự hồi hộp tăng cao, tăng dần lên. Nào, vì sao? Ai là chủ nhân của chiếc giày? Ai là chủ nhân của chiếc giày? Tiếp tục. The shoe was long and very wide. A normal foot got lost inside. Ok, bạn gì? Chiếc giày quá dài và rất là to. Ok, ở đây không có chữ quá. Chiếc giày dài và chiếc giày thì to. Chiếc giày thì vừa dài mà lại vừa? Vừa to. Rộng. À, vừa rộng. Okay, vừa dài vừa rộng. Gì nữa? Chú thích? Một chiếc chân, một bàn chân bình thường thì got lost inside, lọt thỏng ở trong đấy. Chính xác, được là hai lọt thỏng, đúng rồi, biến mất ấy. Got lost là biến mất, ý đây là lọt thỏng ở trong cái chiếc giày rất là to đó, vừa dài mà lại vừa rộng, chân của cái cô ugly sister mà. Tiếp tục. Also, it smelled a wee bit icky. The owner's feet were hot and sticky. Nó còn ngửi thấy mùi hôi. Đúng rồi. Ok, bạn nào nếu phải rút thì các bạn cứ rút về xem, về sau xem lại video phần cuối nhé, xem câu chuyện này kết thúc như thế nào. Còn nữa, also còn nữa, cái giày này nó ngửi mùi rất là kinh. Nào, a bit thì các bạn biết rồi đúng không? A bit hot, a bit cold là một chút đúng không? Còn a wee bit là cái cách nói của người Anh, nó là một chút xíu. Tiếng Việt là như vậy. Không phải một chút mà là một chút xíu, là a wee bit.
bốc mùi khó chịu ở Iki, khó chịu lắm, mùi kinh lắm, mùi khó chịu. Là vì sao nhỉ? Vì chân, chân của chủ nhân. Bàn chân, dịch kỹ là bàn chân của nó thì làm sao? Bàn chân của cái chủ nhân chữ hai thì và sticky là gì? Bạn thấy bệnh chữ sticky không? Sticky là gì? Khi mà trời nóng thì khi trời nóng đổ mồ hôi ạ. Ừ, sticky là dính dính. À dính dính. Ừ. Nhấp nháp. Đúng rồi, chính là chữ nhấp nháp là mình thấy khi mà các bạn miêu tả thời tiết. Oh, yesterday was, this morning was very hot and sticky. Nghĩa là khi nó khiến mình sweat và mồ hôi, sau khi mình toát mồ hôi thì trên da mình sẽ, mình sờ tay bạn thấy là sticky. Yeah. Thấy tuổi thơ bị giới lừa à? Đây cũng là câu chuyện thực mà. Xin đi phiên bản lỗi. Ok, sắp tới gọi kịch tính rồi. Ok, mời bạn tiếp theo. Chúng ta kiên nhẫn chờ. Mời bạn Đức 01314. Bạn Đức 01314. Thousands of eager people came to try it on, but all in vain. Đó là in vain. Chú ý chữ này. People. E kéo dài. People. People. Đọc đây. Thế đó. People. People. Chú ý đừng đọc. Chú ý có cái chữ học sinh ấy. People. Thì đọc là you, đúng không? Dạ. Còn đây là âm y là khác, là people. People. Rồi, làm sao nào? Bao nhiêu người? Hàng nghìn người. Y cơ. Cái từ y em không biết từ đây. Háo hức. Hàng nghìn người háo hức đến, đã đến. Cố gắng thử nó. Chú ý nào. Chữ try, cả cái cụm từ try on là thử. Chữ try on là thử. Thế còn try to do something thì là cố gắng làm một cái việc gì đó. Như vậy chữ try có hai nghĩa. Và bạn phải để ý vào cái văn cảnh để dịch đúng. Nó nghĩa là thử hay là nghĩa cố gắng. Nhá. Trong trường hợp này thì phải là thử, chữ thử giày đúng không? Dịch là như vậy. Đấy, thử giày. Nhưng sao? Nhưng mà tất cả thì... in vain là gì ạ? Okay. Cái cụm từ cả cái cụm này in vain nghĩa là vô ích. In vain là vô ích. Nhưng mà tất cả đều vô ích. Nào. Now came the ugly sister girl. One try to eat on the prince screamer. No. Okay. Nào, chữ này không phải là screamer, đọc là scream sau đấy thêm d thôi. Screamed. Screamed. Thế thôi, nhớ d nhé. Screamed. No. Screamed. No. Ok, bạn đi thử coi. Bây câu này giờ dịch, thì... câu này dịch hay này. Các bạn chú ý dịch câu này rất là thú vị. Nào, bây giờ. Bây giờ thì những người chị gái xấu xí đã đến. Không phải. Đặc biệt, cái chữ này, câu này rất đặc biệt. Thứ nhất. Đây là đảo ngữ. Now came the ugly sisters go. Đảo ngữ, còn thực tế sẽ là now the ugly sisters go came. Chữ go ở đây không liên quan gì đến, hơi liên quan một chút đến chữ đi, nhưng bản chất của nó là lượt. Là lượt. Nghĩa là bây giờ đến lượt của hai người chị. Hai người chị. Thế thôi, đến lượt của hai chị và một người. Và một người thì cố gắng thử. Không thì là cố gắng thử. Cố gắng là cố gắng và thử là thử. Đừng có gộp hai vào một. Đây là cổ, đây là thử hay đây là cố gắng? Thử. Đúng rồi. Khi mà try cộng với một danh từ thì có thể dịch là cố gắng được không? Try cộng với danh từ có thể dịch là cố gắng được không? Cố gắng quần áo, cố gắng giày, cố gắng mũ có được dịch được không? Không bao giờ. Khi mà try cộng với danh từ bao giờ cũng là thử. Yeah. Mình sẽ dạy thêm các bạn. Khi try cộng với danh từ nghĩa là thử. Thế còn try cộng với động từ doing thì nó sẽ là cố gắng hay là thử. I want to try skating. Bạn hiểu nghĩa thế nào? Try cộng với động từ doing là gì? Nghĩa là tôi muốn thử. Đúng rồi, nghĩa là thử. Động từ doing ấy, bản chất nó biến thành danh từ rồi. Hay còn gọi là danh động từ đấy. Về chúng ta biết rằng try một cái gì đó, try something nghĩa là thử cái đó.
Và tất nhiên try doing something nghĩa là thử cái hoạt động đó. Sau đó khi try doing something nghĩa là thử làm cái việc đó, nhớ như vậy. Và tất nhiên còn lại chỉ là try to do something, và đó là cố gắng làm cái việc kia. I try to open the door. I try to do something. I try to open the bottle with a knife. Đó là ý cố gắng. Nhá, các em nhớ như vậy. Chữ try này rất là a bit tricky. Nào, một người thử cái giày lên. Try on ra. Hoàng tử làm sao? Hoàng tử thì hét lên không. Không thể thấy được. Vì sao? À không, đây tiếp tục ra. But. But she screamed. Yes, it fits. Hooper. Whoopee. So now you will got to marry me. Hay quá. Được nào. Nhưng mà cô ấy hét lên. Vâng, nó vừa. Hoop. Giống như kiểu cô lên, kêu lên ạ. Hooper. Vậy thì bây giờ tôi sẽ marry me. Ý là gì nhỉ? Giống như kiểu thành vợ ấy phải không? Cứ dịch thôi. Và bây giờ, cho nên bây giờ. Cho nên bây giờ tôi sẽ tôi đâu? Được câu là gì? Được câu là you và tôi đâu? Đây là cô này đang nói với Hoàng tử. You were. Bạn phải. Anh tức là chàng nhé. Chàng sẽ là hoàng tử của em. Ừ, chàng sẽ phải cưới em. Như, chàng sẽ phải lấy em làm vợ. Đúng như cái lời là hứa của hoàng tử. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn tiếp theo là dịch nốt 4 câu cuối. Have got to là phải nhé. I've got to là phải. Trần Hàng Thông. Bạn Khánh An. Yeah, the prince went white from ear to ear. He muttered, "Let me out of here." Yeah. Oh no, you don't. You made a vow. Vow. There's no way you can back up now. Yeah. Có nghĩa là hoàng tử mặt trở nên trắng từ lỗ tai đến lỗ tai. Okay. Dịch cái đen là đúng như vậy. When white, hoàng tử mặt trắng bệch rồi. Okay, thế đó, hoàng tử mặt trắng bệch rồi. Từ tai bên này sang tai bên đó, kia, toàn cái mặt trắng bệch rồi. Hoàng tử làm sao? Mặt dạ trắng. Là lầu bầu. Mặt trời là chú ấy đảm bảo là lầu bầu. Ừ. Cho tôi ra khỏi đây. Ừ. Và đây là lời của ai nói? Dạ, lời của Ugly Sister. Cô ấy nói gì? Là không được đâu. À. Chàng đã làm một lời hứa rồi. Chàng đã thề đã nói mà. Một lời hứa rồi. Cái này thề rồi. Là một lời thề. Chàng đã thề rồi mà. Nghĩa được vào. Ở đây không còn đường để trốn nữa đâu. Không cần dựng ở đây. Không còn đường trốn nữa đâu chàng ơi. Không còn đường thoát nữa đâu chàng ơi. There's no way you can back out. Back out from a promise. Nghĩa là thối, là thoát ra đảo lại. Trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ mà trong khi mình đã hứa hẹn đấy. Back out from a promise. Thế thôi, không có cách nào chàng thoát được nữa đâu. Rồi rồi, ok, cảm ơn bạn. Tiếp tục. Bạn tiếp theo ạ. Bạn Trần Thanh Tùng. Các bạn biết chưa? Không để thấy gì đâu. Chào thầy. Up with her head, the prince brought back. They chopped. Is up with one big what? Rồi, nghĩa là sao? Chặt đầu cô ta đi. Yeah.
chặt cái đầu của cô ta. Hoàng tử raw, sư tử của nó raw là như vậy, nó là raw. Hoàng tử là rồi trở lại, gầm lên, trở lại. Đáp trả cô ấy vì cô ấy đang bắt cười. Yeah. Và đây là các quân lính đấy. Làm sao quân lính làm sao? Lính làm gì? Chóp làm sao? Chóp là nghĩa là thầy. Chóp là cái này. Gào. Chặt. Đây quân lính chóp chặt. Yeah. Chóp it là cái head này. Chóp it off. Nghĩa là chặt đứt. Chặt cái đầu rời ra. Chết một cái đó. Chết một cái đau lớn. Cái whack ở đây là một cái như thế này, một cái cử động, một cái đánh mạnh như vậy, cái whack. Ví dụ trẻ con mà hư, ai đó whack đập mạnh một cái vào đầu. Ok. Yeah. Đấy. Now, this place the prince he smiled and said she pretty without her head. Okay. Điều này. Điều này thì hoàng tử rất vui lòng, rất hài lòng. Hoàng tử hài lòng rồi. Hài lòng. Anh ta mỉm cười và nói. Cô ta sẽ đẹp hơn khi không có cái đầu. Yeah. Okay, tiếp. Then up came sitter number two, who yelled, no, now I will try to saw the shoe. To the shoe. Now I will try the shoe, as Anna. Sau đó, việc đây lại là đảo ngữ. Then up came sister number two, chính là đảo ngữ. Nghĩa cái câu xuôi sẽ là sister number two came up. Ở đây có ý gì? Là đến đơn giản là đến số cần người cái cô thứ thứ hai, số hai. Ở đây cũng không phải là đến lượt, không có chuyện đến lượt, chẳng qua chỉ là cô thứ hai bước lên thôi. Yeah. Và cô ấy nói. Thì cô ấy nói, bây giờ tôi sẽ thử chiếc giày. Ok, cảm ơn bạn. Next. Câu chuyện này đón Halloween à, đúng rồi. Câu chuyện này có theme hơi... Bạn Lê Hồng Linh ạ. Là vì thế mà. Thank you. Try. Bạn Lê Hồng Minh mở mic được chưa ạ? Rồi, lát mình gửi các bạn xem phim. Vì giờ hơi muộn. Chắc kết thúc ở đây. Kết thúc nhanh phần này rồi mình sẽ gửi phim cho các bạn coi. Try. Các bạn nào muốn thử không? Thầy đọc nha. Try this instead. The prince yelled back. Thử cái này này. Thử cái này xem sao. Thay vì cái chuyện thử dây, thử giết. Thử cái này này. The prince yelled back. Vậy. Hét lên, đáp lại. He swung his trusty sword and smack. He swung là swing, vung kiếm, swung his trusty sword, vung thanh kiếm của mình, thanh kiếm đáng tin cậy của mình, and smack cũng là đập mạnh. Her head went crashing to the ground. Đầu của cô chị went crashing, rơi xuống đất. It bounced a bit and rolled around. Nó nảy nảy một chút. Và lăn đi. Sợ chưa? Chuyện như Halloween. In the kitchen, peeling spuds, Cinderella heard the thuds. Ở trong bếp, đang gọt spuds, là kiểu gọt một cái nông phẩm gì đấy, thầy không rõ. Cinderella heard the thuds. Cinderella nghe thấy cái tiếng, cái thud ở đây là cái âm thanh khi mà một cái gì nó rơi xuống đất thì nó mới tụt 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 tụt. Nghe thấy những cái tiếng động of bouncing heads upon the floor. Nghe thấy tiếng động của những cái đầu nảy ở trên sàn nhà. And poked her head
and poked her own head round the door. Và ló đầu ra, poke ở đây nghĩa là poke her head, nghĩa là ló đầu ra, round the door, ló đầu ra sau cánh cửa. What's all the racket? Cindy cried. Mind your own biz, the prince replied. Có cái chuyện gì hồn nào ở đây vậy? Cindy kêu lên. Mind your own biz. Cô cứ lo chuyện của cô đi, the prince replied. Hoàng tử trả lời. Poor Cindy's heart was torn to shreds. My prince, she thought, he chops off heads. Cindy tội nghiệp, trái tim của Cindy tội nghiệp, was torn to shreds, bị xé nát ra. Shred ở đây là những cái sợi khi mà chúng ta xé nhỏ, như kiểu ruốc ấy, shredded chicken là gà xé phay. À, shredded chicken, gà xé phay. Thế còn torn to shreds nghĩa là bị làm xé tan ra thành từ sợi, tan nát, trái tim tan nát. My prince, ôi hoàng tử của em, she thought, cô ấy nghĩ, he chops off head, chàng lại bị chặt đầu người. How could I marry anyone who does that sort of thing for fun? Làm sao tôi có thể cưới một người nào mà lại làm cái việc đó như cái chuyện vui đùa vậy? The prince cried, who's this dirty slut? Off with her nut, off with her nut. Hoàng tử mới kêu lên, cái cô này là ai vậy? Cái cô này là ai vậy? Off with her nut. Cô đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi. Off with her nut. Just then, all in the blaze of light, the magic fairy hove in sight. Ngay lúc đó, trong ánh sáng chói lòa, the magic fairy, bà tiên, hove in sight. Hove là kiểu máy bay này này. Đấy, bà đó bay đến. Mọi người nhìn thấy bà ấy, hove in sight là như vậy. Thì bà bước vào trong tầm nhìn của mình. Her magic wand went swish and swish. Cindy, she cried, come and make a wish. Bà tiên lại vung cái đũa thần của bà tiên lại quen. Đây là từ tượng thanh không? Nó vung hai bên như này. Cindy, bà tiên kêu lên, come make a wish, lại đây và làm một điều ước đi. Wish anything and have no doubt that I will make it come about. Còn ước điều gì cũng được và không phải nghi ngờ gì hết là ta sẽ khiến cho nó trở thành sự thật. I will make it come about. Cindy answered. Cindy trả lời, oh kind fairy, oh bà tiên tốt bụng ơi, this time I shall be more wary. Lần này con sẽ cẩn thận hơn. Con sẽ cẩn thận hơn, không ước được hoàng tử yêu, gọi là yêu mến nữa, bởi vì hoàng tử làm sao? Không, okay. Khá là độc ác. Quay xe đi về. In the kitchen, sorry. Số 12, trang cuối. No more princes, no more money. I've had my taste of honey. Không cần hoàng tử, hoàng tiếc gì nữa đâu, bà tiên ơi, không cần tiền bạc gì nữa. No more money. I've had my taste of honey. Con đã được nếm trải vị ngọt rồi. I'm wishing for a decent man. They are hard to find. Do you think you can? Con chỉ ước cho một người đàn ông tử tế. Họ rất là khó tìm đấy. Khó mà tìm được những người như vậy đấy. Do you think you can? Do. Bà tiên có nghĩ rằng mẹ có thể làm được điều đó không? Within a minute, Cinderella was married to a lovely fella. Trong vòng một phút, Cinderella đỏ lên đã được cưới cho một gả cho một người fella đây, đơn giản là thưa nó phải chữ fella mới đúng, ấy vậy là một chàng trai thôi, một người đàn ông rất là dễ thương. A simple jam maker by trade who sold good homemade marmalade. Một cái người jam maker, một người làm mứt. A simple jam maker, một cái người làm mứt mà một người đơn giản, một người đàn ông đơn giản by trade, nghĩa là nghề của người ta làm cái đó. Who sold good homemade marmalade. Cái người đó bán cái món marmalade, là một cái món nó vẫn là jam nhưng mà kiểu Anh, nó cũng khá là, nó lại mặn mặn, vị nó khó ăn lắm. Làm ở nhà bán cái món đó. And their house was filled with smiles and laughter, and they were happy ever after. Ngôi nhà của họ luôn tràn đầy cười và tiếng nụ cười và tiếng cười, and they were happy ever after. Và họ chung sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. The end. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết. Và tự nhiên một anh làm mất được làm gì. Ok, thế thôi, bài học của chúng ta hôm nay hơi dài một chút bởi vì câu chuyện này nó the plot is very thick, and we try some reading, we try translation. I hope you enjoyed it. Các bạn có thể gõ một vài cảm nhận suy nghĩ vào chat đi, xem bài học hôm nay thế nào.